Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy Daewoo Pixel 2 đang ở chờ sửa để di động cao cấp .vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Daewoo Pixel 2 lỗi hỏng, cầm địa chỉ thay thế, sửa chữa full các lỗi sự cố trên Daewoo Pixel 2. Quý vị các bạn đừng ngần ngại liên hệ kỹ thuật viên để di động cao cấp .vn để tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên Daewoo Pixel 2 nói chung, quá trình thay thế, sửa chữa vị các bạn khi cần. Các lỗi sự cố cơ bản như hỏng màn hình, hỏng loa, mic, rung, chuông, chân sạc của máy đều có sẵn linh kiện thay thế nhanh, chính xác để di động cao cấp .vn. Các lỗi sự cố liên quan đến phần mềm như treo logo, mất bút, mất email đều có sẵn phải chạy phi lỗi nhanh, chính xác để di động cao cấp .vn. Để tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn về dịch vụ sửa chữa của Pixel 2, quý các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp kỹ thuật viên để di động cao cấp .vn. Những khách hàng ở xa cần mua linh kiện sửa chữa của Pixel 2, quý vị các bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ ship đến tận địa chỉ quý vị các bạn yêu cầu. Quý vị các bạn nhận được, quý vị các bạn mới phải thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video từ di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện để chỉ nhận sửa của Pixel 2 hàng đầu hiện nay.